Xin chào cả nhà nghe. Lại là hai vợ chồng của Nhí Gòm đây. Hôm nay hai vợ chồng mình tiếp tục đi thăm lờ nha cả nhà. Sáng thì hai vợ chồng mình đi bán. Chiều về đó có đặt mấy cái lờ cả nhà mà đi thăm á. Hên xui nó có bữa không nữa. Anh. Chào cả nhà. Hai Nhí đặt là chỉ có một con đường quen thuộc mà không có con đường thứ hai nghe cả nhà. Nó cho không gậy, không có rảnh á, để dời mấy cái lò đi chỗ khác. Anh chiều nay mình tiếp tục mời cả nhà đi thăm lờ cá. Ủa, bữa nay nước quá trời nước này ngập lờ hết rồi cả nhà. Giờ không biết ngập ba lờ chưa. Chắc nó trôi vậy đó. Có gì không? Có cá gì nhảy dữ vậy? Ồ, dính nguyên bãi cá sặc luôn à. Cái đầu tiên cũng nhớt rồi nha cả nhà. Dính cá sặc với được hai ba con ốc vậy cả nhà. Có một cái gù đồng đâu chút xíu. Cái gù đồng thả đi nè. Cái gù non. Cá đó mềm dữ lắm mềm. Hầu ốc rồi nè. Ốc này ốc bu mình nè nha. Nha cả nhà. Thôi giờ này mũi nó cắn. Đi vô đây giống như là đi vô rừng U Minh vậy đó. Quá trời mũi, con nào con nó bự bự không. Tiếp tục đặt lại vị trí cũ. Con đường quen thuộc ngày nào em chẳng. Bữa nay biết sao cả nhà, biết sao mà Nhí Gòm đi giả lợp không cả nhà? Tại bữa nay bán ế không? Thì cũng thật ăn. Sáng thì bán ế quá không có tiền quá. Chiều tranh thủ đi giả lợp. Có ai thương Nhí Gòm ở gần gần đó nhớ chợ qua mua đồ gãy tiếp Nhí Gòm nha. Không, mình đang review á. Đang đi A. Ở trong đó nó cây rậm quá mình không có vô được cả nhà ơi. Để cho chồng mình vô mình đi. Cái tiếp theo nữa nghe cả nhà. Nước múc tới gần cổ luôn à. Quá trời nước này. Hy vọng là cái này có cá. Rồi nó im du luôn. Không dính gì luôn rồi. Cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Ồ, cá có dính rồi, có dính rồi. Để mình phóng to lên cho cả nhà coi nha. Để em chút. Còn hai cái cá đùm mà hai cái gô đồng chứ. Bị lèo lử. Giờ lên anh, giờ lên cho em coi nó bự không anh. Nhỏ quá, thả đi anh ơi. Ừ. Gọng nó đi, lớn lớn mình trở lên bắt. Dính được hai con cá rô. Coi như là nãy giờ là mình có được nồi khô khô rồi đó. Cá sặc với cá rô á. Hai
cá này là nóng chua. Này Nhí Gòm vừa thăm xong mà đặt lại luôn á cả nhà. Tại vì Nhí Gòm có con đường quen thuộc đi hoài à. Thôi tiếp tục lên đường cả nhà ơi. Ồ phía giữa chỗ bông đẹp hơn nè cả nhà. Ồ ngông nụ vẽ bành ghi nè. Ba chọc nó đi nó bay ra nó quýnh. Ồ hướng này quýnh cái hào má vậy. Có bông dừa nghe cả nhà. Có dính gì không anh? Anh lại tiếp tục bày cá sặc. Không hồi nãy anh biết sao không? Đi mẹ dặn á, về kiếm cá khô khô. Nãy mẹ dặn mẹ nói hai chồng mày đi giả lợp nhớ về kiếm cá khô khô nha. Cua nè hả? Cua luôn. Anh dở cái lợp lên cho em thấy chứ em không thấy luôn á. Tiếp theo nữa nghe cả nhà. Ở đây nó đặt nhiều quá. Cái nước này nó cạn rồi, cái nằm trên khô quá. Mấy ngóc bu vàng rồi nó vô, mấy ngóc nó vô quá. Cái nó khô rồi mấy anh chuột. Nằm không có trên nước mấy anh chuột nó lắng hết. Mình ra mình luộn gì hết mớ. Dạ. Dạ. Nó dữ vậy. Thôi, mấy cá bị chậu. Giờ nãy giờ mười mấy cái không dính gì hết. Thôi máy bay cả nhà về luôn anh ơi. Còn mấy cái nó gán là có không? Không, em đi ra trước. Dạ. Bây giờ nãy kia mẹ nó. Cái đường nó khó đi quá cả nhà. Như Gòm lội qua bến mình anh này, không có cho mình theo. Cả nhà thấy sậy không? Ta nói sậy nó cao khỏi đầu chứ sậy này nó cao gấp 2, gấp 3 mình không à. Cả nhà thấy Nhí Gòm bên kia không cả nhà? Không biết mình quay xa vậy cả nhà có thấy mờ không biết. Tại vì bển cây không mà Nhí Gòm muốn cho mình qua. Có dính gì không anh dở lên cho em coi với em không có xa quá em không có thấy anh ơi anh gì hả rồi là coi như là miên ta dở rồi cả nhà chắc có dính người ta dở người ta lấy rồi. Anh có trái giác chín là trái này ăn được không anh? Trái giác này nghe cả nhà. Trái giác sống thì nấu canh chua ăn được mà không biết trái chín ăn được không thôi à. Ăn được không anh? Được không? Được hồi qua ăn thử nha. Mình hái nhóc chơi nghe cả nhà. Hồi mình cho Nhí Gòm ăn thử. Ví dụ có bị gì Nhí Gòm bị trước. Nhí Gòm kêu mình chừng chừng cái cây này trúng cái đầu. Mình có tới cái cây thôi trúng cái đầu. Lại tiếp tục dính được hai con ốc nha đây nè. Đây này ốc bu nè. Không có ốc bu con bự nè. Gì anh? Được con cá lóc cẩn nè. Muốn vào cái. Ở bển nó xúc cái cây luôn, nhảy nó xúc cây luôn. Để
nha các nào, bữa nay thắt thu cá sặc không à. Máy bay cả nhà, hai chồng với gồm kết thúc buổi thăm lờ hôm nay nghe cả nhà. Bữa nay thắt thu rồi, dính cá sặc không à cả nhà. Máy bay đi chồng ơi, về chồng ơi.